Vâng, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với video của kênh. Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ trả lời cũng như chia sẻ tới anh chị một vấn đề mà được rất là nhiều anh chị quan tâm khi mà tìm hiểu đầu tư về một mô hình tiệm giặt là công nghiệp. Thì trong quá trình tìm hiểu thì anh chị luôn phân vân cũng đắn đo vấn đề giữa lựa chọn thiết bị máy giặt công nghiệp mới hay lựa chọn máy giặt công nghiệp bãi. Và đây, như mọi người đang thấy, đằng sau mình đây là hình ảnh cũng như là một cặp thiết bị máy giặt công nghiệp hàng Nhật bãi với giải công suất đó là máy giặt 20 cân và máy sấy 30 cân. Thì em sẽ review chi tiết mọi người thấy được từ linh kiện điện cho tới phần cơ khí, những bộ phận bên trong, đằng sâu bên trong về thiết bị máy và cả quá trình vận hành cũng như là hoạt động của một cặp thiết bị giặt sấy. Vâng, đây là hình ảnh một chiếc máy hàng Nhật nội địa, hàng Nhật bãi. Và bên cạnh đây là một chiếc máy sấy công nghiệp với giải công suất 30 cân. Đấy, anh chị có thể thấy đây. Nhìn hình ảnh thì cũng khá là đẹp. Và đây nó là màn hình hiển thị của thiết bị này. Đây là thiết bị đang hiển thị màn hình chờ để hoạt động anh chị nhé. Còn tiếp theo bên cạnh đây là có 3 phễu để cấp dung dịch giặt tẩy, phễu số 1 dùng để cấp nước giặt này, phễu số 2, số 3 dùng để cấp xả và phễu số 2 dùng để phụ gia thêm này. Đấy, thì cũng hoàn toàn đó là cấp tự động. Và đây đó là cửa về của thiết bị hàng Asahi, hàng nội địa Nhật anh chị nhá. Về gioăng này thì cũng khá là cũ rồi. Đời máy này thì cũng em khẳng định với anh chị luôn, nếu như mà nói về hàng nội địa Nhật, hàng bãi ấy, mà nói rằng là đời máy cách đây tầm khoảng từ 10 năm trở lại thì em khẳng định với anh chị là không có, mà là phải toàn trên 10 năm hết. Còn đây anh chị thấy nhá, đối với tất cả những dòng hàng Nhật nội địa cũ thì trên thanh tay gặt đồ này thì đều không có các thanh đột nỗ này. Và nếu như mà so sánh với những cái dòng sản phẩm mà hàng mới bây giờ, hàng tiêu chuẩn công nghệ mới bây giờ thì đều có kết hợp những cái thanh đột nỗ trên tay gặt đồ, thì giúp cái lượng hóa chất rồi là lượng đồ có thể tưới đều hơn và tiết kiệm về điện nước cho anh chị trong quá trình hoạt động nhá. Đấy, nó không chỉ liên quan đến cái hệ thống nồng thông minh nữa, mà liên quan đến về phần phần motor, phần biến tần, phần điện của thiết bị nữa. Đấy, anh chị có thể thấy tham khảo trực tiếp về hình ảnh bên ngoài trước nhá, sau đó là em sẽ quay chi tiết cho anh chị này. Đấy, bên vách này còn một tấm nữa nhưng mà hiện tại thì em đang tháo ra và đi sâu bên trong để xem bằng trong này có cái gì. Và có rất nhiều chị hỏi em tại sao mà ở đằng sau máy thì mình nên lại thường có một con máy bơm tăng áp ở đằng sau thì có tác dụng gì. Thì cái chiếc máy bơm tăng áp này sẽ đóng vai trò đó là cấp nước cho thiết bị để thiết bị có thể hoạt động nhanh hơn trên một mẻ giặt, chúng ta tiết kiệm được thời gian. Đấy, còn chi tiết đây là phần cơ khí của thiết bị anh chị nhá. Cũng như các dòng sản phẩm thiết bị khác thì bây giờ hiện tại là cũng có nguồn cấp vào này, hệ thống van cấp vào và hệ thống van xả. Và đây đó là hệ thống thiết bị máy lồng treo. Đấy, được treo trên hệ thống thanh lò xo bên trên này. Đấy, và dưới thì có đỡ chân piston. Cũng khá đơn giản thôi. Hệ thống bên trên này này. Với thiết bị này thì cũng có hệ thống cảm biến của quá tải lồng. Trong quá trình giặt nếu như đồ chúng ta cho lệch vào thì khi quá giới hạn, cảm biến giới hạn của lồng này, thì máy giặt cũng sẽ cho dừng để đảm bảo thiết bị có độ bền cao hơn. Ở đây có một cái dây gì? Dây này thì đó là nguyên bản của hàng Nhật, là có thiết bị dây này kèm theo này, đầy đủ. Thì nhưng mà khi mà về tới đơn vị thì đã bị cắt bớt cũng khá là nhiều bộ phận. Còn tiếp theo, đây là một trong những cái vấn đề mà em cảm thấy rất là lo lắng, nếu như mà chạy khoảng 1-2 năm nữa thì liệu có vấn đề gì không. Bởi vì cái đai thép này cũng khá là mỏng. Và tiếp theo là anh chị sẽ tham quan trên cái mô hình về hệ thống điện nhá. Hệ thống điện của thiết bị này. Đấy, bên trên đây là bộ đầu não của thiết bị. Thiết bị cũng đang được hoạt động hoàn toàn dựa trên sự điều khiển của con biến tần. Biến tần này thì đời cũng khá là sâu rồi, anh chị thấy đây. Về hình ảnh biến tần nhá. Biến tần và kết hợp mà nuôi nguồn cho biến tần đó là sẽ cấp nguồn điện 3 pha qua một thiết bị máy biến áp. Em bỏ dưới bên dưới. Và đây đó là bộ đầu não của thiết bị này.
thì cái điều khiển của cái va của cái phễu cấp dung dịch giật tẩy này cũng là đều tự động và sử dụng bằng hơi này, hơi anh chị nhá. Đấy, và thiết bị điện này cũng không có gì cả, khá là đơn giản thôi. Và đây thì em đã thấy rằng là cũng cắt, đơn vị cung cấp là cắt đi rất là nhiều, khá nhiều bộ phận. Đây là những sợi này cũng cắt đi này. Đây, đây là bộ nguồn từ đây. Thì cái này thì, nếu mà là nguyên bản của nó thì sẽ cũng có rất là nhiều những cái tính năng cũng chức năng mà có thể là đảm bảo hơn. Và khi mà xem máy ấy, thì thường là các đơn vị là sẽ đậy nắp kín hết. Đấy, và đây là thiết bị máy bã mà em đã mua lại của một anh chị, mua của một đơn vị bán hàng máy bã cũng khá là lớn. Và bên cạnh đây đó là chiếc máy sấy công nghiệp. Cắt hết này anh chị này. Đấy, nếu như anh chị mà đi xem những cái hàng nội địa Nhật này, anh chị cần phải xem cho nó kỹ. Bởi vì thực ra là mình xác định nếu như mà cái tài chính của chúng ta đầu tư ở mức nó vừa phải mà chúng ta không cố được, thì chúng ta nên cân đối, có nên mua luôn một cặp thiết bị giải công suất lớn về để chúng ta làm hay không, hay chúng ta sẽ lựa chọn ở mức an toàn một cặp thiết bị hàng mới nhưng mà cái phù hợp với cái giá trị, cái đồng tiền mà chúng ta nhận lại được thiết bị đó đảm bảo. Bởi vì anh chị khi đầu tư lên ấy, nếu như bây giờ đầu tư lên tài chính tầm khoảng từ 150 cho đến 180 triệu thì anh chị đã có một cặp máy giặt công nghiệp bãi với giải công suất dao động từ 20 cân cho đến 25 cân. Đấy, thế nhưng khi mà anh chị mua được thiết bị về rồi thì anh chị có nghĩ đến cái tuổi thọ độ bền của thiết bị hay không? Hay là chúng ta chỉ nghe đơn vị cam kết đó là hỗ trợ sửa chữa rồi bảo hành bảo trì thiết bị trong vòng khoảng 2 năm. Vậy thì sau 2 năm đó thì liệu rằng có đơn vị nào làm hay không? Và đơn vị đó người ta đầu tư ở mức độ như nào? Và cái vấn đề sự phát triển về cái mô hình tiệm giặt công nghiệp tại các khu vực nó đi lên hay là nó chỉ dừng lại ở mức đầu tư phục vụ người dân thôi. Và điều quan trọng, khi anh chị mua được một cái cặp thiết bị máy giặt công nghiệp về, anh chị giặt, anh chị sử dụng nó phải có chất lượng. Nếu như chúng ta mua được thiết bị thế nhưng mà cái chất lượng dịch vụ của chúng ta không tốt, vậy thì cái tuổi thọ cũng như cái thương hiệu và mọi người sử dụng dịch vụ nhà mình có nhiều hay không? Đấy, đó là những yếu tố rất là quan trọng. Khi mà anh chị tìm hiểu đầu tư thì anh chị cần phải cân đối nó kỹ càng trước khi chúng ta quyết định lựa chọn hàng bãi hay hàng mới. Và trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều đơn vị bán hàng máy nội địa Nhật và hàng mới. Thế nhưng lựa chọn được một đơn vị mà làm có trách nhiệm, thiết bị đảm bảo thì nó là cả một vấn đề, cả một quá trình để chúng ta cân đối. Thì em khuyên anh chị đó là chúng ta hãy cứ bình tĩnh và chúng ta cân đối, chúng ta tham khảo ở thị trường, tham khảo trực tiếp các đơn vị mà đang bán máy trên thị trường, từ quá trình tư vấn, quá trình hỗ trợ chuyên môn nghề và lịch sử của đơn vị thì chúng ta cân đối, chúng ta lựa chọn, lúc đấy nó chưa muộn. Và chi tiết thì em sẽ đi vào hoạt động cái thiết bị này để anh chị cùng tham khảo quá trình vận hành cũng như là sử dụng của thiết bị nhé. Vâng, đây là thiết bị của chiếc máy giặt đang trong quá trình vận hành xử lý giặt đồ. Đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên sẽ là bước cấp nước và đảo đồ. Đây, anh chị cùng tham khảo hết xuyên suốt trong quá trình mà máy vận hành. Còn bên cạnh đây đó là một chiếc máy sấy. Chiếc máy sấy này thì sẽ có 3 mức nhiệt. Có 4 mức nhiệt ở đây này. Mức nhiệt đó là mức nhiệt cao, mức nhiệt thấp, mức nhiệt trung bình và mức nhiệt thấp hẳn. Đấy, thì có 4 mức nhiệt như thế. Thì tích hợp ở trên đây thì các mức nhiệt nó sẽ dao động tầm khoảng cao lên tầm khoảng 85 độ và ở dưới nó rơi tầm khoảng 75, 70, 60. Đấy, và thời gian anh chị có thể cài đặt được đây. Thế nhưng mà với phần main của thiết bị máy hàng cũ này thì độ bền tuổi thọ thì cũng không dám khẳng định được rằng là tuổi thọ sẽ được bao lâu. Mà quay chi tiết về đằng sau, nói về vấn đề hệ thống đun nhiệt cũng như là hệ thống cơ của máy sấy công nghiệp. Đây anh chị thì thấy này, đằng sau đây là có một cái hệ thống núm điều chỉnh nhiệt độ của thiết bị này. Hoàn toàn đây là được chế cũng như là thay tháo hết anh chị nhé, nguyên zin của nó không còn. Đây anh chị thấy này, đây là cái công tắc quạt gió này nhưng cũng được cắt bỏ này. Đây được cắt bỏ hết anh chị nhá. Cắt bỏ, đơn vị cắt bỏ hết này. Tiếp theo là gì ạ?
Tiếp theo là hệ thống ở bên trên thì cũng khá là rối ren đấy. Đây phần cơ của thiết bị này anh chị này, khá là đơn sơ. Nếu như so sánh ra mà lựa chọn giữa dòng thiết bị máy công nghiệp mới và máy công nghiệp bãi thì cái giá thành của công nghiệp bãi với nhận lại với giá trị của máy thì khá là cao, không hề rẻ anh chị nhá. Thiết bị không hề rẻ. Đấy, đây là khi anh mua thiết bị thì anh chị cần phải cân đối kỹ trước khi mà chúng ta lựa chọn đầu tư máy mới hay máy bãi. Đây là hệ thống men điện của thiết bị máy sấy. Men điện tử. Và bên trên này hệ thống dây mai so. Cũng được sử dụng những thanh sợi đốt thông minh. Thế nhưng nếu như mà anh chị tưởng tượng rằng đối với một mô hình cũng như là một thiết bị máy mà nguyên zin của Nhật, sau đó được kết hợp với những cái thiết bị khác vào thì liệu sau một khoảng thời gian chạy liệu có độ bền cao không? Đấy, cũng như là một chiếc xe nhập nguyên bản và một chiếc xe mà sửa chữa chúng ta dùng hàng cũ và chúng ta chấp vá lại hoặc chúng ta thay thế những các cái hãng linh kiện khác vào, liệu máy hoạt động có độ bền cao không. Đấy thì chi tiết anh chị có thể tham khảo qua đây. Bởi vì là trong thời gian qua đã có rất là nhiều anh chị có hỏi em muốn tham khảo trực tiếp hình ảnh của một tất cả các bộ phận cũng như là chi tiết linh kiện của thiết bị Hà Nội địa bãi. Đấy thì cũng đã chia sẻ với anh chị những cái bộ phận cũng như là cái phần cơ và phần điện của thiết bị anh chị tham khảo. Và chi tiết anh chị cần hỗ trợ những vấn đề liên quan đến trong giặt nạ công nghiệp thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của em. Đây là thiết bị đang trong quá trình vắt tốc độ cao đây, đang vào tua đây. Đấy anh chị thấy đó, từ vấn đề sử dụng này, đấy quá trình thì máy khá là ồn. Đấy, em đang rất lo lắng vấn đề đó là không biết tuổi thọ cái thiết bị máy này, cặp này có sử dụng được đến 1 năm nữa không. Nhưng mà em là chuyên môn cho nên là cũng đủ khả năng để có thể là khắc phục sự cố, hoặc là em có thể là bán sửa đi, em bán cho đơn vị khác thì ok. Thế nhưng nếu như anh chị là dân bình thường, anh chị muốn tìm hiểu đầu tư một mô hình thì anh chị mua thiết bị này về rồi sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ tham khảo đây. Đây là thiết bị máy mà trực tiếp sử dụng được một khoảng thời gian, đó là chưa đến 1 năm anh chị nhá. Đấy, em cũng mua lại một đơn vị của một khách hàng thôi. Đấy, nhưng mà khách hàng cũng sử dụng được một thời gian và chuyển đổi mô hình và em có mua lại sản phẩm. Đây, quay trực tiếp quá trình máy đang vận hành này. Em chia sẻ thêm một vấn đề mà cũng có rất là nhiều anh chị nói, đó là khẳng định đối với dòng Nhật bãi tốc độ vắt 850 cho đến 900 vòng trên 1 phút. Em chia sẻ với anh chị cả máy mới như em. Máy mới bên em cung cấp hàng chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, hàng nội địa của Trung Quốc, mà tốc độ vắt cũng chỉ lên tới tối đa là 800 vòng trên 1 phút. Mà hàng bãi Nhật khi mà đã qua sử dụng nhiều năm rồi mà dám khẳng định điều đó thì em cũng góp ý cho các anh nên là tư vấn làm sao cho nó chuẩn. Và bên kia đó là thiết bị máy sấy, em đang cho vận hành chi tiết anh chị tham khảo nhé. Nếu như tài chính anh chị bỏ ra đầu tư tầm khoảng 150 triệu, ngoài 100 triệu một chút, thì em có những gói sản phẩm phù hợp để anh chị có thể lựa chọn đầu tư, hỗ trợ anh chị để có thể có một cái mô hình giặt là công nghiệp ổn định và có tính chất độ bền cao, và được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến như nghề rồi từ tính ổn định về thiết bị. Anh chị có thể tham khảo. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nếu như những anh chị nào cần hỗ trợ chi tiết về thiết bị, cần hỗ trợ về tư vấn khảo sát mặt bằng, hỗ trợ về chuyên môn nghề thì anh chị có thể gọi trực tiếp tới số điện thoại của em, hoặc những vấn đề vướng mắc trong giặt nạ công nghiệp
thì anh chị cũng có thể gọi trực tiếp tới số điện thoại của em, đó là 0397742111. Rất mong muốn qua những cái video này thì giúp anh chị có những cái nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất, lựa chọn tốt nhất, cũng như là đảm bảo để có thể bỏ đồng tiền ra chúng ta mua lại được cái giá trị sản phẩm nó phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.